Xin chào các bác, mình là Hiếu Ô Tô. Hôm nay mình nhận con Mẹt S500. Con này đang bị tình trạng hỏng phần cực này, bác nhìn thấy này. Cực kỳ xấu luôn và cực kỳ mờ, không nhìn thấy gì luôn. Cái này mà trong lâm mà nhìn vậy nhé, con la nắng này nhìn mắt thường nó cực kỳ xấu, khó nhìn. Ở vị trí lái gần như là không nhìn thấy gì. Để mà sửa được con này tiêu chúng ta phải tháo ra. Mình đã tháo sẵn rồi. Đầu tiên các bác là mở cái này ra này. Đấy, mở cái này ra. Nó sẽ có đây, nó sẽ có hai con ốc ở đây. Đấy. Xong các bác về số bác nghiêng cái này ra là tháo được cái này ra. Đấy, tháo được cái này ra. Đấy. Xong tiếp theo là có hai con ốc ở đây, mình đã tháo sẵn rồi nhé. Đây hai con ốc đây này. Rồi tiếp tục. Bên trên này các bạn. Đấy. Bên trên này đang cái nẫy này đang nó móc về hai bên cho nên hơi khó tháo một tí. Đấy. Các bác cứ cậy kiểu gì cậy. Cậy khéo tay một tí bởi vì nó lâu đời rồi. Đấy. Xong bắt đầu là nó còn hai con ốc trên này nữa. Cái thang ốc trên này là chúng ta có thể tháo được chữ đầu vào rồi. Ok. Sau đây là chỉ cần tháo rác ra nữa là được. Cái rác của nó thì đây này, các bác nhìn này. Đây này, nó có một cái nẫy để ăn xuống này. Đấy. Đấy, ăn nó xuống xong nhấc nó rác ra, không có gì nguy hiểm cả. Ok. Các bác đợi mình trong giây lát mình kiểm tra sửa chữa con này. Ok, sau một thời gian mình kiểm tra sửa chữa đã làm cho màn nó nét rồi này. Nói thật là nó sẽ không được như gì, nó chỉ được khoảng 90-95% như gì nữa. Bởi vì những cái màn này quá cũ rồi. Nó dùng những công nghệ ngày xưa nhưng mà bây giờ thì nó gần như nó không còn sản xuất nữa, cho nên là mình chỉ khắc phục được tương đối đấy. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu có bất kỳ vấn đề gì liên quan đến sửa chữa đầu đĩa ô tô, hãy liên hệ với số điện thoại của mình. Cảm ơn các bạn.